mày là cái gì ở xã hội này mà lên mà thật sự mà chảnh chó dữ vậy? Đó. Đó. Mình là một con đàn bà, đó, mình cũng phải nên biết cái điểm dừng. Đây là một cái lời khuyên đó quý vị, phải biết điểm dừng, đừng có lên mà mất dạy ngoan ngạn. Mày có đi chữ bên này như thế nào chẳng nữa thì cái bản chất sự việc nó không bao giờ thay đổi. Mày có đi chữ bên này như thế nào mà cái nhục mạ bên này như thế nào chẳng nữa thì cái sự việc của mày là anh giật của mạnh thường quân, anh chặn của người nghèo 1.700 đô là nó vẫn có giá trị. Đấy. Về pháp lý, về tất cả mọi phương diện nó đều có giá trị. Ta nói vậy là con hắn mà hiểu rồi đúng không? Đấy. Mày không có ăn giật thì ông nậu ta cũng không. Đấy. Mày làm toàn là cái chuyện bất nhân không? Đấy. Làm toàn là những cái chuyện mà trời không dung đất không tha. Đi ăn giật của người nghèo mà nghĩ rằng mày tử tế dữ không? Đấy. Đàng hoàng dữ chưa? Đấy. Đây gọi là quá khứ lỗ trâu sình của mày đó. À, thì còn gì mà nó thật sự nó thối hơn hả? Hiểu không? À, lên mà thật sự đừng có thể hiện ta đây, đừng có vùng vẫy. À, mày bây giờ như là một cái con thú mà dính dây thầm lặng vô cổ rồi. Cái vấn đề bây giờ là siết mày lúc nào thôi. Hiểu không? Hiểu chưa hả? Bây giờ là siết em lúc nào là em gọi là em đơ cẳng đơ càng thôi. Chứ còn đâu phải không có cách đâu. Đó, những con người bên này nó thật sự mày nhìn đi, mày nhìn những con người bên này mà thấy cái mặt ai mà có đằng không đó. Nhìn mặt ai cũng thông minh sáng láng hết trơn đó, người ta nói lời nói có uy tín vì người ta có những chứng cứ rõ ràng. Chứ đâu mà như cái loại bên mày đó, đó mà lên cộng đồng mạng rồi dán mùng mẹ vợ rồi đi ăn trộm chì đó. Tao đi ăn trộm chì và tao đố vô cái đầu cha của cái thằng gì, cái thằng kiệt già đó. Để do là nó thật sự vừa rồi nó không có ai mà chăm mồ chăm má, nó bị heo rừng nó ủi rồi cái xương sọ cha đó nó nổi lên đó, nó nổi lên thì thật sự quý vị có chì là nó trọng lượng riêng của nó nặng đấy, đổ vô rồi nó mới chìm xuống được. Đấy là thật sự hôm nay là thằng kiệt già là mồ cha má mẹ cũng là yên bình rồi, nó bớt ngáo không quý vị, trị phát một liền bớt ngáo liền đấy. Bây giờ còn có mỗi con hóng là ngáo thôi, còn mỗi cái thằng con hóng là ngáo thôi. Anh nái Bình Dương mấy ngày vừa qua cũng gọi là cái cũng lặn sâu rồi không, cái kênh mọi đen đã tè rồi thôi, còn ở đâu nữa mà lên tiếng đó. Toàn là cái thứ ba dơ không mà lên cái thớ hiện ta đây. Về cái gì các anh chị cũng phải theo dõi rất nhiều các cái kênh khác nữa để có thêm những cái kiến thức tổng hợp để tìm rất là nhiều, bởi vì thực tế đó mà nói là cái chủ đề về thầy Minh Tuệ nó vô cùng là nhạy cảm. Tao ơi, cái phần của mày mày nói xong chưa mà liên quan tới thầy Minh Tuệ hả? Cái phần của mày đấy mà tao thấy thật sự nó có chứng cứ tất cả rồi đó, mà mày còn lên mà cãi, mày lên mà còn già mồm được hả? Bây giờ sao? Bây giờ mày tính rằng mày léo qua cái câu chuyện của là sư Minh Tuệ đó rồi để mà anh em bên này quên hả? Không quên đâu hắm ơi, tao đã ấn cho mày đó, thật sự tao đã bách mạch cho mày rồi, ấn cho mày một căn bệnh rồi, dễ gì quên được. Mày có đi qua nói thầy Minh Tuệ là mày nói bất kỳ câu chuyện nào, nhưng câu chuyện của mày tao vẫn hâm nóng trên cộng đồng mạng vậy đó. Yeah. Con hắn 360, con hắn tạc, con hắn ăn giật đó, cái ngày nào tao cũng tụng một câu thần chú vậy, là nó thật sự âm nậu mày muốn đi làm thiện nguyện cũng khó chứ. Ai tin tưởng mày mà làm. Đó. Đó. Mày ăn giật của người ta, cái thái độ đây gọi là phải trừng phạt mày cho mày chừa. Đi ăn giật của người ta còn đi chửi cha mắng mẹ người ta. Mà thấy con Út Hà không? Mà thấy con Út Hà mà nó thảm thương chưa? À, bây giờ là có đi quay sàm sàm thôi chứ thật sự đi quay mà cái ngấp một cái nhân vật lên mà đã mồi chài mạnh thì quân là nó chết không tiếng là kịp ngáp liền. Nó chết từ trong trứng liền. À, cũng cái tội mà đi giật dập con của người ta vừa làm con riêng của mình đó, rồi đi chửi cha mắng mẹ của là cái là người khác đó. Là nó sẽ ra cái kết quả thôi. Đúng không hóng tạc? Thì mày cũng giống con Út Hà vậy đó. Điều cái Út Hà đó là nó có nhân vật, nhân vật nó vẫn còn được hưởng tí tiền, còn mày là nhân vật của mày thật sự mà kính sâu quá, rớt 1.700 đô ra mà hút trọn luôn. Mày lên mà dẫn dắt dư luận, dẫn dắt cũng vừa phải thải thôi. Một con người mà nó thật sự nó dốt đầm chẳng biết gì hết trơn trời, mày hỏi thằng Thượng Tôn đó.
mấy ngày vừa qua rồi nó soạn đơn nó kiện Lâm tới đâu rồi? Đó. Thành thượng tôn pháp luật đó, soạn đơn rồi kiện Lâm TV2 tới đâu rồi? Đó. Nghe nó đọc cái đơn là thấy một cái thằng gọi là thất học rồi quá vậy. Nó trình bày cái nội dung trong đơn là thấy một thằng dạng thằng tàu lao rồi, thằng dạng dạng thằng đá cá lên dưa rồi. Rồi nghe ông Đài thật sự là ông lên ông tá một bài thơ Dừng Ngã Ba Tiếng Dao là nó dạng cái dạng cũng vô học rồi. Thì hàng chi mà Lâm thật sự mà đãi cho cái thức ăn là toàn tức gà sáp không mà không khôn nổi. Lâm cho những người đó thức ăn đó tôi nghĩ là hoàn toàn hợp lý chứ không có gì sai. Vì sao? Bản thân họ là những người lớn tuổi mà đi a vô bổ xí cho những cái đứa mà ăn giật ăn dập như con hóc. Đó. Cho nên Lâm cho ăn cái vấn đề dơ bẩn vậy tôi nghĩ là cũng hoàn toàn phù hợp, không có gì lạ. Chỉ có ăn cái loại đó mới u mê thôi. Chứ còn nếu mà ăn cơm trắng mà cá tươi đó, đó thì không ai mà u mê đến mức mà biết nó sai mà vẫn nhảy vô bảo vệ. Một là bị ăn mấy đó cho nên u mê, còn hai là u mê kiểu di truyền. Đó. Là kiểu là đời âm đời cha rồi bắt đầu là tới đời những cái âm nội mà lên bảo vệ con hóng đó, đó là u mê kiểu di truyền. Cái neuron thần kinh đó, đó là xem như là nó gọi là nó đạt cái mức mà cái ngưỡng dưới ngưỡng cho phép. Cho nên bây giờ lên đâu biết đúng biết sai đâu quý vị. Đó hả? Ít ra mình lên không gian mạng mình cũng phải biết ở đâu đúng đâu sai. Trong cái câu chuyện đó thì mình coi như là mình có cái gì nó hay ho hay không. Rồi coi như là những vị đóng góp đó, rồi mình đóng góp như thế, rồi có ai mà chữ mình hay không. Trời ơi, lên đóng góp mà nó chữ như một con dòi vậy mà thích lên đóng góp. Đóng góp tào lao vậy. Của cái văn hóa truyền thống của gia đình mình cũng đi ăn dịp ăn dập vậy hay sao? Mà bây giờ cổ xí rồi đóng góp chuyện như vậy. Được không? Chỉ có, tôi nói thật sự quý vị, chỉ có mà mình đi ăn dập đó là nó quen cái thói rồi mới đi cổ xí cho người ta. Chứ còn một người mà đường đường chính chính, một trong những người mà quân tử thật sự đó, đó là cái chuyện mà đúng là đúng, sai là sai, không có chuyện mà nửa đúng nửa sai. Cái dạng cũng hàng hai, đứng ngay chỗ thật sự, đứng giữa ngã ba đường. Tôi cũng tránh cho tôi là người quân tử, nhưng tất cả những cái gì đó, quan điểm tôi là không có câu chuyện mà cái là gió mùa, đúng hoặc sai. Đã bất kỳ trong câu chuyện nào cũng vậy. Như vậy đó quý vị, mà nhiều lúc mình còn phải hổ thẹn với lương tâm đó. Bày đặt bây giờ các ông cứ lên rồi bảo vệ một con đi ăn giật, nó đã ăn giật rồi. Ở nó đã ăn giật rồi thì bây giờ nó thật sự mục đích của nó là gì? Ăn giật thì nó bằng mọi giá nó phải ăn giật. Đó. Thanh Thuần mà biến ra, Thanh Thuần ơi, mà tào lao á Thanh Thuần ơi. Nó ăn giật là, xin thưa quý vị, là ăn giật là cái mục đích của nó là ăn giật. Mày mà đi nghe con hóng nói là coi chừng mày bán vợ bán con luôn thằng Thanh Thuần. Đó. Trời ơi, nghĩ sao? Cái câu chuyện là phải hiểu rằng đó là Lâm lên nói ai? Lâm lên nói là những cái thứ mà chầu rìa đó, đi theo sư Minh Tuệ đó là làm ách tắc giao thông đó, ảnh hưởng đến con đường tu của người ta đó. Còn cái câu từ mà cái ba trợn bắt đầu đó là ông Trăng Quang ông nói chứ không phải là Lâm đó. Còn cái vấn đề là thật sự bản thân tôi cũng lên là nó thật sự nói những người mà đu theo ông sư Minh Tuệ đó. Tôi nói quý vị, bây giờ quý vị có thấy cái vấn đề này nó có lý hay không? Người ta ăn một ngày cấm một bữa thôi đó, cái năng lượng của người ta đó là người ta phải cần có cái chỗ nghỉ ngơi để mà nó phục hồi cái năng lượng đó. Nhưng mà cái đu theo miết như vậy đó, đi đâu cũng đu theo đó, đi vệ sinh cũng không được đó, nghỉ ngơi cũng không xong. Tôi nói quý vị, cúng cho người ta ăn mà không cho người ta đi đại tiểu tiện thì cái đây là đi giết người ta chứ hộ trì cái gì đó. Là mình lên mình nói những vị mà gọi là cái như là hiếu kỳ đó, thâu bớt đi, bớt mà đu theo ông Minh Tuệ để cho ông tu đó không, bớt mà đu theo ông để cho ông tu, và cái đám YouTube đó cũng hạn chế dần đi đó. Chứ bây giờ tôi nói quý vị, mà ông vừa vô cây xanh ông đi toilet xong là ông vừa bước ra là hàng trăm cái máy mà quay mà chĩa vô cái mặt của ông. Tôi hỏi quý vị, con người mà
làm cái gì mà cái như là thật sự đây là một trong những cái đang cái như là xúc phạm đến hình ảnh của ông, xúc phạm đến đời tư của ông. Ít ra người để người ta ăn uống, người ta nghỉ ngơi đó, rồi mình có thần tượng người ta hoặc là có tôn kính người ta thì mình cũng phải đứng từ xa, phải giữ một cái gọi là nó văn minh lịch sự. Đằng này thằng Quỳnh Thanh mày đi gọi là mày đi tin lời con hóng tặc rồi mày vô đây mày cái như mày than thân trách phận mày tào lao, đúng không? Mày mà nghe lời con hóng đó, đó tao nói mày bây giờ đó, tao nghe nói mày là bây giờ đang dùng thuốc mà dùng trong ven, đúng không Quỳnh Thanh? Bây giờ bộ là hết tiền dùng thuốc đúng không? Đó trời ư Việt Kiều đó, hết tiền dùng thuốc thôi mày nghĩ đi đó. Chứ mày vô đây mà mày comment tới đây là coi chừng khán giả là chữ mày không còn cái manh rác bây giờ. Tào lao vừa thôi mày nghe, mày phải nghe cho nó hết cái câu từ của người ta nói là người ta nói cái gì đó rồi mới nghe. Đừng có nghe mà cái chỗ con hóng, thậm chí rằng nó thật sự con hóng tặc đây nó còn lên nó dẫn dắt dư luận là bảo rằng tôi đang phá cái bếp cơm của ông Ba Trầu nữa mới ghê chứ. Mà trong câu chuyện bếp cơm Ba Trầu đâu có Lâm đâu, mà nó là Tăng Như Lâm phá bếp cơm Ba Trầu. Ông nội mà chứ phá theo bảo vệ ông không kịp đây mà cái là phá đấy, bảo vệ ông không kịp đây mà cái như là lên lên nó bảo rằng là cái là đi phá bếp cơm Ba Trầu. À, thấy nó vô dạng chứ không, đây là tàu lao mới lên không gian mạng mà thật sự cũng phải có một cái đầu lạnh để mà xem xét vấn đề. Chứ đừng có u mê quá rồi vô đây lao đầu máu ra là bị chữ thôi, cũng như A Sinh thôi. À, thấy A Sinh nó đi từ Hải Dương cũng mang đầu máu ra, người ta gõ một cái rồi cũng u nằm u neo rồi bắt đầu là cũng mang về quê. Ở rồi vừa qua bắt đầu ra ngoài cái như là Hà Tĩnh cũng vậy. Ở rồi ra ngoài Nghệ An nhé, bữa đó tới Nghệ An. Để mày nghĩ rằng mày ra mày chơi được cái là những anh em ở ngoài Nghệ An hả? Đó thằng A Sinh là một cái con ruồi thôi. Mày chính là cái gì cả? Mày là cái gì mà mày ra đó rồi thật sự dớ giọng là đại ca đại cô vô đó. Tào lao vô cùng là nhạy cảm. Nếu như mình không có đủ kiến thức, mình không có đủ sự am hiểu, mình không có đủ những cái suy nghĩ đúng đắn thì đâu đó mình có thể đi lệch hướng và mà đâu đó mình sẽ trở thành một cái người mà bị kích động ở trên không gian mạng, và cuối cùng mình cũng trở thành một cái kênh mà bị dẫn dắt, bị những cái thế lực ngầm phía sau nó dẫn dắt mình. Thế lực nào ngầm? Thế lực nào ngầm dẫn dắt? Hả? Do mày u mê quá bị thế lực ngầm dẫn dắt chứ. Mày phải dùng cái trí huệ, mà trí huệ của một người lương thiện đó, đó là không có ai mà dẫn dắt mày được á. Cái tâm của mình nó sáng á là không ai dẫn dắt được hết quý vị. Mà do người ta dẫn dắt mình là do cái tâm mình tâm tà đó, tâm mình nó còn cái gọi là nó tham lam. Cái tâm mà như tâm con hóng là ăn dịch của người ta không muốn trả đó. Tâm đấy là nó thật sự quý vị, chỉ cần là cỡ con hóng nó bỏ khoảng 100 đô là bảo nó cởi quần nó nằm, nó banh ra cả đêm là nó vẫn làm đó. Nó đâu có biết mà thật sự vinh nhục là chỗ nào, đúng không? Cỡ hóng là như vậy thôi. 100 đô là tôi nghĩ hơi cao đó quý vị, chứ thật sự cỡ em hai mẫu bánh mì đó, đó là bảo em làm cái chi mà em chẳng làm đâu. Một trong những con người mà vì tiền, vì vật chất thì cái gì người ta cũng làm được. Đấy. Những con người mà họ không cần tiền, những đồng tiền mà nó dơ, những đồng tiền mà nó nhân, nó lễ, nó nghĩa đó, đó. Là người ta trân quý, là không bao giờ có câu chuyện mà người ta cái như là bị dẫn nhé. Chỉ có những con người như con hóng tặc ấy, ăn dịch của người ta mà còn không biết là cái lòng tự trọng của mình đặt ở đâu. Đấy. Rồi bây giờ lên mà cứ sợ dẫn nhé, đúng không? Cỡ con hóng thật sự quý vị, vừa rồi tôi nói 100 đô là nó hơi cao đó. Cỡ hóng là hai mẫu bánh mì đó. Cỡ hai mẫu bánh mì bảo rằng hóng tuột quần nằm cả đêm là hóng vẫn sẵn sàng đó, miễn sao có cái bỏ vô mồm là ok rồi. Mày tử tế gì, cứ lên cứ nói rằng thật sự mình là một trong những con người mà nó sạch quý vị, nó kỳ cục kẹo chứ. Cái dạng dạng mà lưu manh mà cứ giả danh tử tế là cái chỗ đây đó. Lưu manh mà dám ra tự thế.